gồng hay gồng. Mày để chén dĩa lát gì xuống thì rửa cho. Mày rửa bể hết một đôi bánh mày rửa bây giờ nó gồng à. Tội nghiệp em rể tôi nói không phải chứ. Trên đời trời đất tôi chưa thấy ai sợ vợ hơn cái thằng này à. Mà nói tội nghiệp, một ngày làm 2-3 cái chớp, về nhà đó ha, giặt đồ, rửa chén, nấu cơm, giữ con. Bữa nào mà trời thương nó đó ha, mà nó nấu ăn không có vừa miệng vợ nó hả, thì con vợ nó hả, giọng vô miệng, cán vô, bắt uống, ăn cho hết. Nó gắt, nó déo, nó đá, nó đạp, thậm chí hả, nó bóp thằng nhỏ hả, tím 3-4 ngày chưa có hết nữa. Thì tôi thấy tôi bất nhẫn hết sức vậy đó. Mà phải chi con nhỏ này nó có làm ăn mua bán gì cho cam. Tối ngày nó ở nhà, nó thức dậy á là nó đi đánh bài. Rồi đi đánh bài đã rồi nó đi đi ra kìa, lê thị dịu dàng ra kìa. Gì chị hai? Mới sáng sớm trù ẻo gì chị hai? Chị hai đừng làm em xui à nghe. Đi đâu đây? Làm gì mới sáng sớm hai chồng sùng ở trên trọ vậy? Rồi mày đi vậy rồi mày lo cơm nước cho chồng mày chưa? Chị hai có nói lộn không chị hai? Ai lo cho ai chị hai? Thì mày là vợ thì mày lo cho nó chứ không lẽ ai lo vợ? Mà em à, chị nói em nghe em vừa vừa phải phải thôi. Trời ơi, chị thấy thằng chồng em nó hiền như cục bột quá. Em nói tiếng không có dám cãi nữa. Đừng có nói sao mày dám cãi hả chị hai? Em giả một cái rớt răng chứ vẫn chơi với em hoài. Cái chuyện em la rầy chả là chuyện hàng ngày. Em đánh đập chả là chuyện hàng giờ. Em trời ơi, mỗi lần em đánh đập la rầy em cũng mỏi tay mỏi miệng mất sức lắm chị hai tưởng hả? Chứ mà em thương yêu em mới la rầy chứ. Chị hai không nghe ông bà mình thường nói hả? Thương á cho roi cho giọt, ghét á cho ngọt cho bùi. Trời đất, dạy con á từ thở còn thơ mà dạy chồng á từ thở bơ vơ mới về. Cái luật gia đình của em là vậy đó. Anh chả chịu không chịu, ly dị đi, em chịu em lấy người khác. Còn chị cũng vậy nữa. Sao sao? Chị ở Việt Nam chị qua đây chơi á, chị nào chán á thì chị về. Chị không chồng không con cái chị quẩn quá, chị xía vô cái luật gia đình của tôi hoài à. Làm tôi dạy thằng chồng tôi không được gì hết trơn á. Chị hai buồn quá, chị hai kêu chả đi mướn phim bộ về chị hai coi đi. Thôi bây giờ em đi công chuyện chút xíu đó. Gồng. Dạ, yeah, mình kêu con. Ủa, mình kêu anh. Trưa nay cho ăn gì nói nghe thử coi. À, trưa nay bún vịt sáu măng với vịt tiết canh. Trời đất ơi, tôi đi đánh bài cho tôi ăn vịt. Chính để tôi xui ra sao? Xui ra sao vậy? Hát hủ. Bún vịt tiết canh là tao đề nghị đó. Mày muốn quánh quánh tao nè. Thôi dai, khỏi dai. Em chịu đòn quen rồi dai. Thank you. Nó chơi với em thôi chứ hôm nay là anh làm lươn ôm với lươn bầm sợ hết xuống bánh tráng. Trời đất ơi, hết dịch rồi tới lươn tôi chết rồi, tính cho tôi đi trên lui một chén hay là sao vậy? Ui da, đau tay quá, để dành tay đánh mài chứ. Ui da, mất tiêu rồi nè. Giỏi nè, bữa nay tôi chết không nghe, tôi đứt chết là chết đâu. Nghe chưa gồng gồng lại đây. Bữa nay có chị hai tôi đây ha. Ông đổ này ông dám ra mặt trời tôi ha. Biểu ra đây. Ra ra làm gì lì không lì. Bữa nay ngon dữ, phải ngon vừa vừa nghe. Đồ chơi đâu rồi? Trong á. Lấy ra đây. Nè. Biết làm gì không? Biết sao không biết. Vô. Vô rồi sao nữa? Vô quỳ. Làm gì? Giỏi. Quỳ đây ha, tới chừng nào chị hai muốn đi mướn phim, đứng dậy chở chị đi rồi về quỳ tiếp, ok. Biết sao không nghe. Mà nghe không đi đó, chết cũng không đi đó. Trời đất ơi, ngon ha. Tại sao không đi? Hả? Tại sao không đi? Nói nghe coi, nói bao. Mặc quỳ ra đi. À quên rồi ha. Ok, chị nào chị hai đi đứng dậy. Chị hai chở chị hai đi xong rồi về quỳ tiếp. Chị hai. Gì? Nhà coi chừng trả giùm em á nha. Chị hai đừng bắt cầu em chả leo ha. Em khó dạy lắm á, nghe chưa? Nè, cất này, để dành chiều về đánh tiếp. Trời ơi, nó dạy chồng nó mà tôi tưởng nó dạy con nó chứ. Thôi, con ác phụ nó đi rồi, đứng lên đi mày. Ngu sao đứng vậy hai? Quỳ khỏi nấu cơm. Sao chiều, vậy? Chiều nay em bỏ đói luôn cho cái tật nó khỏi đì em luôn. Thôi mày. Rồi giờ dạy hai coi phim gì, em chở đi. Không có coi phim gì hết trơn á. Đứng dậy đi, tao chịu trách nhiệm cho. Đứng lên. Đứng ha. À. Ừ. Nể gì hai em mới đứng á. Gì vậy? Nó đi rồi. Vô đi ngồi đây. Trời ơi, sáng giờ tao thấy hai vợ chồng tụi bay á,
Action hay quá. Cái gì vậy? Tôi thấy hai chồng action hay quá là thôi, hỏi coi phim gì nữa trên tội á. Rồng à, bộ mày không có cách nào để mày dạy vợ mày nữa sao Rồng? Trời, mình là đàn ông mà em. Chồng á thì phải ra chồng, vợ á Thì phải ra mẹ, em biết. Em biết mà em để đó xem sao vậy ai ơi. Coi vậy nó cũng sợ em lắm á. Nó đi rồi chiều nó mới về, nên mày đừng có làm tao hết hồn theo mày nữa. Nó sợ mày lắm, tao biết. Nó sợ mày chết đó, rồi không ai để cho nó đánh, không ai để cho nó chửi đó, chứ sợ gì. Trời ơi, vậy hai ơi, có sợ là được rồi, đòi hỏi chi nhiều. Mà hai ơi, em nói hai nghe này. Em nghĩ chắc vợ em hết thương em rồi. Tại sao em nghĩ vậy? Tại vì hồi mới cưới đó, em có tội gì đó, nó giọng em hai ba bà tay ngày là cùng à. Mà giờ sao càng ngày nó càng tăng vậy đó. Đánh đấm đá đạp cù lo cù chọi cù thoại nó quánh mà em đỡ không kịp luôn đó nha. Làm đàn ông như mày đi tu cha nó cho rồi đi Rồng. Tao nói thiệt với mày á, tao làm chị vợ mày mà tao còn nhục nữa, đừng có nói. Bây giờ vậy dễ lắm, tao chỉ cho mày một cái phương pháp này, cái là mày biết coi vợ mày nó còn thương mày hay không liền hả. Phương pháp gì vậy ha? Phương pháp này hay lắm chị hai á, có mấy người bạn sợ vợ còn hơn mày nữa đó. Tao chỉ cho một phép ha, ra chiêu rồi là yên hả? Yên mồi yên mã. Tao bậy tao bạ. Yên bề giá chánh. Gì giá chánh? Ông hãy gia thất. Rồi mày làm cái giật mình qua tao nói lộn Rồng. Rồi à, xong hết á. Bây giờ mày tin chị hai không? Dạ. Tin chị hai thì bây giờ tập 1. Là sao? Mày nghe lời chị. Dạ. Chết đi. Là... chị hai đừng có giỡn đó chị hai. Chị không thấy em đang hạnh phúc như vậy sao mà chị hai kêu em chết đi. Em chết đi rồi vợ em đánh ai bây giờ? Ai lo cơm nước cho vợ em bây giờ chị hai? Trời ơi, ai xuống bậy bây giờ mà vợ mày không đánh mày mới là lạ đó. Tao là người ăn chay niệm Phật, một tháng ăn chay 29 ngày mà tao cũng muốn quánh mày nữa. Mày ngu quá à. Chết đây là chết giả bộ để coi nó còn thương mày hay không, nó phải chết thiệt đó. Ồ, chết giả bộ phải không ạ? À? Rồi gì ai nói rồi. Tập 1. Lấy giấy viết ra đây. Lấy giấy viết làm chi? Trời ơi, thì viết đơn xin tự tử. Thôi chị hai, tôi lại gì hai, hai khùng quá chị hai. Sao mày nói tao khùng mày? Trời ơi, tự tử đó. Cái đất nước tự do này ai muốn sống cứ sống, ai muốn chết cứ tự do chết, không ai làm đơn làm từ gì hết vậy ơi. Mày, tao nghe người ta nói rõ ràng ở cái xứ sở này ha, muốn xin cái bằng lái xe cũng phải làm đơn, đám cưới cũng làm đơn, đám ma cũng làm đơn, mua nhà cũng làm đơn, mua xe cũng làm đơn. Rồi, lấy giấy viết phải không? Lấy giấy viết đi. Rồi, em đi kiếm đây. Giấy viết đây rồi, giấy viết. Chịu không nổi luôn nè. Rồi. Giấy viết đây rồi, đây. Rồi đó, tập 1 bây giờ viết cái đơn cho vợ mày. Rồi. Đơn xin tự tử. Đơn xin tự tử rồi. Quê kỳ, ngày tháng năm không cần biết. Sao mày không viết đi? Trời ơi, ngày tháng năm không cần biết thì viết làm vào làm gì? Trời, cái thằng này sao mày ngu quá trời. Mày chết rồi mày biết ngày tháng năm chi? Rồi. Quê kỳ, ngày tháng kỳ, năm, ngày tháng không cần năm biết. Không cần biết. Tôi tên là. Tôi tên là. Lạ gì ghi vô, mày tên gì? Ồ, Bạ Văn Rồng. Bạ Văn Rồng, tên thì nghe đàn ông dữ lắm. Mà tánh đàn bà, vợ bằng ngón tay út gì cũng sợ. Rồi chưa? Rồi. Gửi cho vợ tôi gửi, tên là. Gửi cho vợ tôi tên là. Tên là. Vợ mày tên là gì? Vợ mày tên gì? Lê Thị Dịu Dàng. Viết vô. Lê Thị Dịu Dàng, cái bà nội đó. Lê Thị Dịu Dàng, cái bà nội tao chứ. Ê, ê, không phải, cái đó tao nói thôi, mày viết tên vợ mày thôi. Ồ, vậy Lê hả? Thị Dịu Dàng. Rồi. Được chưa? Rồi. Dịu Dàng ơi. Dịu Dàng ơi. Em đã hành hạ. Em đã hành hạ. Đài đọa. Đài đọa. Dọa nạt. Dọa nạt. Bạc tai anh. Bạc tai anh. Không biết là bao nhiêu lần. Không biết là bao nhiêu lần rồi. Tuy anh tên Rồng. Tuy anh tên Rồng. Nhưng sự chịu đựng của anh. Nhưng sự chịu đựng của anh. Đã ô giờ chưa? Đã. Đã gì? Gì ô vờ chưa? Ô vờ gì? Ô vờ chưa là sao? Ô giờ giống như là cái ly mà mày đổ nước cái nó tràn ra ngoài đó. Ô giờ đó. À, rồi, over chứa. Rồi. Sự chịu đựng của anh.
đã ô giờ chưa? Rồi. Nay anh làm đơn này. Nay anh làm đơn này. Để xin em cho anh được chết. Để xin em cho anh được chết. Một cách bằng an. Một cách bằng an. Tuy rằng. Tuy rằng. Anh vẫn còn yêu em chút đỉnh. Anh, em yêu vợ em nhiều lắm dạ. Trời ơi, mình không có mỹ chút đỉnh thôi à. Mày giết nhiều nó ỷ lại đó, đó. Tuy rằng anh vẫn còn yêu em chút đỉnh à, em ráng bảo trọng. Em ráng bảo trọng. Hẹn em kiếp lai sinh. Hẹn em kiếp lai sinh. Chưa hết. Chưa hết. Không, cái đó tao nói. Tao nói. Ồ dạ. Ồ. À, em cho anh nhắn vài lời. Em cho anh nhắn vài lời. Với mấy ông cảnh sát. Với mấy ông cảnh sát. Thưa ông cò. Thưa ông cò. Tôi chết đây là do sự. Tôi chết đây là do sự xúi dục của bà chị vợ tôi. Sao mày viết cái đó vô rồi cảnh sát nó bắt tao làm sao cái thằng này. Ủa, trời ơi, em đâu có biết đâu. Không biết. Ừ. Rồi. Tôi chết đây là do sự tự nguyện của tôi. Là do sự tự nguyện của tôi. Không có ai xúi dục tôi hết. Không có ai xúi dục tôi hết. À, sau khi tôi chết. Sau khi tôi chết. Xin ông cò đừng làm khó dễ vợ con tôi. Xin ông cò đừng làm khó dễ vợ con tôi. Mà có làm khó dễ thì làm khó dễ bà chị vợ tôi. Nữa. Mày nữa. Không, nó chơi em đâu có biết đâu. Rồi sao nữa? Tôi ký đầu mày bây giờ. Rồi, sao nữa? Tạ văn gồng tuyệt bút. Tạ văn gồng tuyệt bút. Được chưa? Rồi. Rồi, đưa ngón tay đây. Ý, mà đưa chi? Tao cắn lấy máu. Thôi, ủi đau lắm vậy ơi. Trời, phải điềm chỉ mới ra cái thơ của mình chứ. Không cần ký tên được rồi vậy, ký tên thôi. Tao đi tuyệt bút mà, không hả? Thôi, ký tên được rồi, cắn đau lắm. Đưa tao coi. Rồi, đó, là nha. Rồi, để đây đi. Để đây. Rồi, bây giờ là tập 2. Rồi, tập 2. Tập 2 bây giờ mày ra cái bếp, mày lấy cho chị cái ghế cây cao cao đó à. Ở bếp đó, với lại quần giấy vệ sinh. Cái gì? Trời ơi, chị hai lấy quần giấy vệ sinh lên chứ. Trời ơi, đó là tập 2 của tao, mày cứ nghe lời tao, tao kêu sao mày làm vậy đi. Rồi mày sẽ biết vợ mày thương mày hay ghét mày liền, đi đi. Trời ơi, chết cũng có tập đó bởi. Coi phim bộ riết khùng rồi. Nhà hết vợ không đến chị vợ không luôn. Đấy, giấy vệ sinh, ghế. À... để đâu? Để đây, để ghế vô đây. Đây, đây, vô đây, vô ngay đây. Rồi, bây giờ mày leo lên ngồi. Leo lên ngồi. Leo lên ngồi. Leo lên ngồi. Để cái ghế xuống đây. Mình chết, mình cũng phải tạo dáng thẩm mỹ cho nó đẹp. Ừ. Ừ. Chứ sao? Trời ơi, tạo hình mà. Ha? À, bây giờ mày anh hùng mà chết thì gọi là phượng hoàng gãy cánh. Phượng hoàng gãy cánh. Cái gì giống con gà chết vậy nè. Vậy nè, phượng hoàng gãy cánh. Cánh lên cánh xuống, cái lên cánh xuống gãy cánh. Đó, 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 đó. Đó, vậy đẹp đó, đó, ngước mặt gì đây. À, không được đâu. Mà mình nhìn ta kiểu này là chết tùng đó, chết tùng đó. À, quay bên kia đi. Quay bên kia. À, đâm tay. Không được, được. À, chết cái đó tán vào bãi sản, không được. Hướng đó là tán vào bãi sản bây giờ. Quay qua đây. Cúi mặt xuống. Cúi xuống, cúi cái mặt xuống mà nhắm con mắt xuống luôn. Nhắm mắt là sao mà thấy đường chết vậy hả? Chết rồi còn thấy đường gì nữa, nhắm mắt lại nghe lời lẽ lên đi, nó về tới bây giờ. Đó, nhắm mắt vậy đó. Nghĩa là mày chết mình nên mày thôi nha. Rồi, bây giờ ta phải băng mày lại nha. Băng mày lại. Im nha, rồi em chị băng nha. Rồi nha. Băng lại lắc hồi vợ mày nhìn không ra nha. Đó, ráng lên nha. Đó. Dịu hiền chê không lấy nha. Đâu vậy? À, băng đâu vậy? Dịu dàng đó, bây giờ nó mới ra nông nổi này, sáng quýnh chiều quýnh tối quýnh mày nở lòng mày. Đâu quá, ngộp thở dai. Bữa đáng lời chị là đánh đập tàn nhẫn á. Bỏ tật mà ha. Mày bỏ tật luôn rồi sao đó mà thấy con gái nào như vậy đó mày chường á. Chia tao lùng á. Nói tao cũng có một băng gì đâu rồi vậy? Xong rồi. Trời ngộp thở đâu phải? Không sao đâu, không có rồi đó, mày thở được chưa? Rồi. Thở được chưa rồi? Chọc em cái chỗ mắt thấy đường đi.
Thì mày chọn đây, tao chọn cho mày đuôi mắt à. Rồi rồi, để em chọn thôi. Rồi được chưa? Rồi đó, rồi mày ngọc đẹp trai rồi đó nha, Phượng Hoàng gãy cánh nha. Rồi ok. Biết mà, sáng là lương với dịch, lương với dịch. Lương ha, cơn lui luôn mấy chết luôn. Lương, về đây biết tay tôi. Gầm gầm gầm. Gầm. Chị hai, cha gồng đâu chị hai? Chị hai, trời ơi tôi thua mấy chết rồi, đừng có trụ tôi nữa chị hai. Đang gồng. Gồng sao? Đang gồng trong mày. Đang gồng trong mày hả? Sao? Chết rồi. Dĩu dở. Chị cười dữ chị hai. Giỡn vậy là cười hả? Tao đang khóc đó. Trời ơi ông trời ơi. Sao ông bắt em tụi nó chết sớm vậy ông trời ơi. Ông để nó sống đi. Vợ nó đánh ngày đánh đêm nó cũng chết thôi à. Em ơi là em. Chị hai nói gì chị hai? Thằng Long chồng mày nó chết rồi. Má ơi, Ngọc chết rồi má ơi. Trời đất ơi, con ác phụ, chồng mày chết mà mày cười. Em cười là vậy nè. Cái này là em khóc à. Mà sao anh Ngọc chết vậy chứ? Hồi sáng nữa nó chở tao đi mướn phim, chạy ra tới ngã tư quốc tế đó, cái gì có nguyên cái xe tải nó bự bằng cái nhà vậy nè, nó thắng không kịp, nó nhào tới nó đụng thằng Rồng cái một cái bùm. Ghê quá đi hai ơi. Rồi sao nữa nha? Rồi cái nó đụng chung Rồng, cái thằng Rồng bay lên kia một cái chí. Ghê quá à. Rồi sao nữa chị hai? Thì rớt xuống cái bịch. Chết ngắt. Trời ơi, thê thảm quá, thê thảm quá. Rồi anh Rồng đâu chị hai, anh Rồng đâu? Trong kia kìa, nhưng mà anh vậy dạ. Hồi nãy đó, ta kêu tao cho tao biết dạ. Tao chạy lại. Tao bưng nó vô phòng xanh, trong bệnh viện. Cái gì? Cái gì phòng xanh? Phòng cấp cứu ở trong bệnh viện á. Rồi sao nữa cái bác sĩ khám cho nó xong đóng biểu tao em đi về làm đám cưới đi. À, về đám cưới à, không phải à, đám mà. Rồi anh chồng đâu mất tiêu rồi. Anh chồng ơi, anh chồng ơi, anh chồng ơi, anh chết gì mà chết tức, chết tôi, chết không kịp rồi. Chết không xin phép em vậy. Khó. Nó làm như có điềm vậy, nó linh lắm. Nó viết cho mày cái thơ nè. Bọc bọc lạc tạc lạc bạc lạc bạc lạc bạc lạc bạc lạc bạc lạc bạc. Trời trời ơi, dịu dàng, dịu dàng. Tao nhớ tao chỉ nó viết bằng tiếng Việt Nam mà mày đọc tiếng gì, dịu dàng. Mai 13 vị thánh, 18 đức thầy, xin giúp cho chồng con sống lại đi. Con hứa con không hành hạ đánh đập chồng con nữa. Con thề con không hành hạ chồng con nữa. Con ơi, con biết lỗi rồi. Em à. Dạ. Mày nói lớn lớn lên. Nó bằng kính mít gì nó đâu có nghe. Nói dạ, lớn lên. Dạ. Con lại 13 vị thánh, 18 đức thầy, xin cho chồng con sống lại. Từ này về sau con chừa con không dám hành hạ chồng con nữa. Con sẽ hầu hạ chồng con suốt đời. Anh Gồng ơi, anh Gồng. Dạy đi, dạ, xin lỗi dạ. Đi, nói lớn lên. Anh Gồng ơi, anh Gồng ơi, em xin lỗi anh Gồng ơi. À, anh Gồng ơi, anh tha lỗi cho em anh Gồng ơi. Anh Gồng ơi, anh tha lỗi cho em anh Gồng ơi. À, anh tha lỗi cho em đó. Hả? Anh Gồng, anh chết rồi mà anh Gồng. Có chết giả bộ thôi. Hả? Chết giả bộ thôi, đâu có chết thiệt đâu. À, té ra hai người âm vu gạt tôi phải không? Ai? Ai bày ra cái này? Ai? Chị hai xuôi. Chị ta mày cái thằng này đúng là. Ừ đó, sao?
mày dữ quá mà, mày ăn hiếp nó mà, tao xúi nó đó. Chị muốn phá gia can tôi hả chị hai? Tôi biết mà, hồi nhỏ chị cũng mê chả lắm, phải không? Tôi sợ quá, tôi mới dắt chả qua Mỹ trốn. Ê nhà qua tới Mỹ kiếm tôi đồng phá gia can tiếp tục. Giờ chị ăn không được chị khuấy cho thôi sao chị hai? Được, chị đứng đây ha, để tôi xử cái này xong rồi tôi xử tới chị nghe chị hai. Gâu, ra đây, ra đây, ra đây. Ra làm gì dữ vậy? Quỳ xuống. Ai quỳ? Ông quỳ. Ai quỳ? Ông quỳ. Bà quỳ. Ông quỳ. Tôi nói bà quỳ. Bà quỳ không? Quỳ. Dạ quỳ quỳ. Hả? Tôi hồi nào giờ bà tưởng tôi sợ bà cái cù loi nè. Dạ. Hả? Bà tưởng mỗi lần bà cự tôi không dám cự lại cái cù chỏ nè. Nói cho bà biết. Từ ngày tôi lấy bà về em vậy. Dạ. Bà thấy tôi chịu. Bà được đằng chân mà lên đằng đầu. Bà leo mặt của bà ngồi bà sống sợ tôi cột sao? Tôi nói cho bà biết nha. Từ nay trở đi nha. Dạ. Bà còn cứ nói anh hiếp chồng như vậy nữa hả? Dạ. Thôi. Đừng can gì ai để đây em. Tao xin can mày. Mà không can tao đi à. Đừng đi dài, đừng đó. Nói cho bà biết nè. Bà biết cái tội bây giờ. Dạ. Đứng lên nói. Đứng lên nói. Đỡ em. Mình. Hồi nào giờ đó em ăn hiếp mình không, mình không chống cự lại em buồn quá à, em chán lắm. Trời, bữa nay á mình biết ăn hiếp em, mình biết bắt em quỳ gối, mình biết chỉ chỏ em, mình biết la em mừng quá trời luôn. Em tội nguyện cha, em tội nguyện, em khoái có một chồng vậy lắm. Mình là em xin lỗi mình nha, mình mai mốt mình ăn hiếp em dài dài đi nha mình. Mình để bà hai đó tha tội cho bà, đi ra xin lỗi với ai. Dạ. Nhanh. Thôi được rồi. Hai đứa tụi bay vui là chị hai vui là lỗi phải gì nữa, bỏ xong rồi. Đâu rồi. Xong rồi. Đâu rồi hai, cảm ơn chị hai nha. Bây giờ mình đi chị hai. Đi đâu cứ. Đi vô chị hai vô phòng lấy đồ em chở hai ra phi trường về Việt Nam. Nhà em hết việc rồi, vợ chồng em hoài rồi. Đồ cái thằng phản bội, đồ cái thằng ăn cháo đá bát, đồ cái thằng năm vô lưng chiến sĩ. Nó làm hai chồng mây què nhau vậy mày đuổi tao ra khỏi nhà hả? Mày ăn ở mày ăn nhìn chứ. Không có, nói chơi thôi mà chứ. Em mời già đi anh mừng, ra nhà hàng anh mừng, vợ chồng em được huề với nhau rồi. Dạ. Dạ. Đi ăn nhà hàng. Nhà hàng nào. Ngay đây nè, 99% all you can eat. Là gì? Là bao bụng đó chị. Dạ. Là bao bụng. Đi liền. Trời ơi, xin lỗi. Nói mà không chịu ra đón gì hết trơn. Xin lỗi, vô gặp tía mà rút cuộc không gặp tía. Tới nhà rồi thì vô mình luôn ngồi chơi. Ngồi chơi hả? À? Nhưng mà tía đâu rồi anh? Tía chồng á, tía trốn. Em rung mà, thôi em về nha. Thôi đừng, chồng tới đây nữa đi về à. Rung có anh đây đừng tỉnh lại. Anh đứng kế bên em nha. Tí nữa mà em gặp tía anh nhớ đứng kế bên em nha. Em sợ em hồi hộp quá. Bị gì từ nào giờ đâu có đi gặp tía đâu. Anh ơi, em nói anh nghe này nè. Tía dễ thương không anh? Tía dễ thương lắm. Tía dễ chịu không? Tía dễ chịu lắm. Tí hiền không? Tí hiền lắm. Vậy hả? À. Vậy thôi em về nha. À, em đi về đi. Ai, trời ơi. Em làm anh. Tự nhiên đuổi người ta về à. Giận quá nè. Tới đây phải gặp tí xong đi về là sao? Đứng đây đi gặp tí. Bây giờ em hỏi anh chút xíu nè. Hỏi gì nói đi. Anh ơi, bây giờ nói về tổng quát của tía ha. Tía thích cái gì nhất anh? Tiền. Thích tiền. Ờ. Tiền có động lực hay sao? Tí. Dạ có tiền tí có con nè tí. Trời ơi tí đẹp quá tí ngồi xuống mình tí nè. Tí khỏe không? Bình thường. Dạ bình thường tí. Hôm nay con báo tí một tin vui đó tí. Chuyện gì vui nói chung số ha. Dạ không phải vui lắm á tí. Vui hơn tiền nữa đó tí. Chuyện gì? Con dẫn bạn gái về nhà ra mắt tí. Ra mắt tao? Dạ. Nói nào ở chơi tao đau bụng. Sao kỳ vậy mỗi lần? Mỗi lần tí đau bụng vậy? Sao? Tí có sao? Anh tiếc có sao? Mỗi lần muốn chuẩn bị cái về nhà tí là đau bụng là sao? Tao không ưa lâu rồi. Mày nghe không? Tao nói mày mừng lần rồi tao không có ưa cái vụ này. Nhưng tao không muốn cưới vợ cho mày bị gì tao không muốn tốt. Bây giờ mày hiểu biết rồi nhưng mà lỡ dụng. Sao mày ép cha mày chết thì mới vừa làm hay sao vậy? Nhưng mà lỡ dụng bạn gái về nhà rồi thì dù sao cũng lịch sự nói chuyện tí đi. Nha chị con nhưng mà chung con nha. Không biết. Tía dễ thương nhất nhà đó. Dạ. Dạ, xin giới thiệu với tía. Đây là bạn gái con. Dạ con chào tía. Đâu nhanh vậy? Tôi cứ hỏi tía má gì? Kêu bác thôi. Dạ, dạ con chào bác. Nói cho cô nghe. Tôi cũng không khó khăn gì. Nhưng mà ông bà mình nói mua heo lựa nái, mua gái lựa dòng. Không ấy vậy. Cho hỏi thăm chút xíu gia cảnh được không? Dạ được bác.
Gia đình con làm nghề gì, có bán tiệm vàng không? Gia đình con làm ruộng. Trời, ruộng nhiều lắm. Bác không tin hả? Bữa nào xuống dưới quê con coi trời, ruộng hả thẳng cánh cò bay luôn vậy đó. Bữa nào mà khỏe khỏe trong người là mướn làm thêm luôn nữa đó. Câu này là thấy thua rồi nghe mày. Sao thua thế? Gia đình tao cũng mần ruộng mà tao làm ruộng kiểu khác. Còn mày nó mướn nó làm mà coi như thua rồi. Không khác con ơi. Dạ dạ. Câu hỏi thứ hai đây. Dạ dạ. Gia đình con có mấy anh chị em, con có phải là con một không? Dạ dạ thưa bác, dạ nhà con tới 12 đứa lận. Dạ vui lắm. Ở dưới nhà con mấy anh chị em á, nghe tao nói ngày nào cũng giỡn rần rần á. Bữa nào mà bác có buồn á thì xuống dưới giỡn với con, tụi con vui lắm. Lâu lâu con xuống giỡn ở dưới vui lắm tía. Bữa nào con dẫn tía đi xuống dưới chơi đi ha. Dạ. Coi như thua rồi con ơi. Sao này gia cảnh mà coi như thua rồi. Sao thua tía? Bà mẹ nó có hai đứa đây mà chạy gạo từng bữa, 12 đứa giỡn nhau vui hả? Nội nó dành ăn nhau tao cũng thấy vui rồi. Bác thích cái bác hả? Phần gia cảnh đã xong. Giờ tôi hỏi là lý lịch bản thân. Dạ. Con tên gì? Dạ con tên Lê Giang. Dạ. Nhà quê mà sao đặt tên con cũng tiết kiệm, đặt gì ngắn ngủn kêu nó tức rực hà. Sao vậy tiếp? Dạ con thấy cái tên con cũng xấu thiệt. Mà hồi đó bác biết không, lúc mà ba mẹ con đẻ con ra đó, con nói ủa sao mà đặt tên con gì ngắn ngủn mà không có đẹp gì hết trơn á. Cái con cũng đi coi ca nhạc rồi con cũng thấy tên dài tên đẹp lắm, Lâm Chí Canh rồi Đàm Vĩnh Hưng rồi nhiều lắm. Cái con về con nói tía con đổi tên khác đi, tía con đổi liền. Đổi tên gì? Dạ tên của con là Công Tằng Công Nữ Tạ Thị Bông Bưởi Cẩm Hường. Ra dọn. Dọn gì tía? Dọn cái bàn thiên vô. Trời đất ơi vậy. Tao nghe cái tao thấy nguyên cái bàn thiên luôn. Tên gì mà nghe thấy bắt gốm vậy à? Dạ dài đó thì bắt thích tên dài á. Câu này cũng thua luôn nghe. Thua nữa hả? Ừ. Sao thua hoài vậy? Tao thấy không được rồi nè. Ráng giờ là tao chỉ còn biết là tao chỉ biết cái sở thích nó như thế nào để sau này đặng tao biết tao chiều nó thôi. Dạ. Chứ bị mày ức quá rồi. Dạ. Không? Dạ. Tao mà tao không cưới nó cho mày thì mày rủa riết tao cũng chết rồi. Bây giờ hỏi thăm ha. Dạ. Trong các loại màu con thích màu gì? Dạ thứ bác con thích màu tím. Trời. Màu tím nó buồn gần chết, có gì đâu thích con gái mà đi thích màu tím. Đâu có màu tím, đẹp á bác à. Đẹp cái gì, trong khi màu nâu nó sặc sỡ vậy không thích màu nâu. Không, con thích màu tím mà. Con thích màu nâu không? Dạ không. Trời, màu nâu là tờ trăm ngàn mà nó không thích, nó thích màu tím. Trời đó. Câu này coi như thua luôn rồi nha. Trời sao tím mà đúng như màu tiền nha. Ờ, là sao? Dạ. Tía ơi. Hỏi tím nè. Dạ. Buông cái tay ra. Chưa gì là ôm rồi à. Dạ. Tụi phải thông cảm cho tao, bị tao độc thân mà. Đúng ôm nha chị hả? Khó chịu. Dạ. Xin lỗi tía. Mày tạo sự khó chịu cho tao xong rồi để người ngoài họ quánh cái giá trị của tao sao? Dạ. Nghe nữa hả? Dạ nghe. Có thích bông hoa gì không? Dạ con cũng thích lắm. Vậy trong các loại hoa thích loại hoa gì? Dạ con thích hoa hồng. Trời. Sao ngu dữ vậy ta? Sao? Hoa hồng gai không có gì đâu thích, trong khi cái bông hồng gà nó không có gai mà nó đẹp nữa mà không thích. Trời có luôn. Ai cũng thích mà bông hồng á đứa bác ơi, bông hồng đẹp dễ thương lắm. Nó đẹp mà nó mắc, trái bông hồng mua được 30 mồng gà. Trời ơi lại tiền nữa. Sao đúng rồi, gì đâu mà bởi ta nói thiệt cho con gái bây giờ nó không biết cái màu đẹp là cái màu gì luôn á. Thôi tí thông cảm nè, sở thích mỗi người mỗi khác tí. Vậy là coi như thua rồi đó, tao thấy hết gỡ rồi luôn. Thôi ráng cho gỡ luôn đi tí. Tí thương con tí cho con gỡ đi tí. Biết hát hồi vậy không? Dạ biết. Hát cho nghe một bài được à ưng à. Nhà này bị nó buồn quá rồi, bây giờ chỉ thích có nhạc nhiếc không mà tivi không có dám mua. Có gì không? Vậy thì con hát nha bác nha. Kỳ này con nói thiệt với tía thắng chắc luôn. Trời ơi bạn gái con hát hay lắm nha tía. Hát thử nghe chân. Đứng kế bên em nha. Ờ, em bình tĩnh em hát nha. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn trời ơi. Trời ơi kìa.
Trời, sao Tí không ở đây nghe con ca Tí? Sao Tí trốn trộm vậy Tí? Tí có sao không Tí? Giang ơi, bắt lại con. Bắt lại con Giang ơi, cái nhà này của hai đứa nó buồn gần chết rồi. Mày nghĩ sao ạ? Có sao không Tí? Thanh niên rồi. Thời buổi này con gái bây giờ nó giật tới cái nhạc gì rồi à. Mà sao con sớm dữ vậy con? Tiếp rồi con làm bất ngờ quá nghe. Vậy hả? Trời, tóc tai nó quánh vàng ché mà nó mở miệng ra cái buồn nào hả ông đi em nãy. Vậy là Tiếp thích hả Tiếp? Không, bây giờ phải đổi đi trời ơi. Đổi cái sự tin mới đi. Hát nhạc này người ta kêu người mình sớm hiểu không? Dạ. Rồi lấy một cái con sớm như vậy vô trong nhà này rồi người ta nói tao là một ổ sớm là sao? Dạ. Bây giờ đừng có chơi nhạc nó, chơi cái sang hơn đi, hát cải lương đi. Đâu? Đâu hết mày? Sang đó, dạ, dạ con hát cải lương cho à. Tí nghe ha. Dạ. Thì Tí thích sang vậy đó hả Tí hả? À, không dạ. Thích nhạc cái buồn lắm. Vậy con hát nha Tí nha. Tí chuẩn bị Tí nghe nha. Dạ con hát nha. Tí chuẩn bị thưởng thức nha Tí. Tí nghe nghe Tí nha. Nghe đâu. Sơn ơi, Sơn ơi, đây là dòng nước mắt, là trái tim đau xin năm cần lao lệ cho nhau một lần sau cuối. Rồi lát nữa đây Sơn sẽ nhấn thân vào các mũi, còn em trở lại biên cương chờ đợi gió thu về. Trời ơi, hay quá, nó cười quá. Tí khóc luôn kìa, Tí chịu rồi. Tí chịu hả? Tí, kỳ này con thắng phải không Tí? Thua rồi. Ủa? Sao thua? Tí khóc mà. Tao thấy tội nghiệp mày. Sao tội nghiệp con? Mày tên gì? Tên Hiệp. Mày tên Hiệp nghĩ sao nó hát nó kêu Sơn ơi. Không được, tại cái bài hát nó tên vậy. Bài chứ... hát cái gì? Dạ, đừng có cãi tôi. Có con yêu anh Hiệp mà. Trong đầu óc của cô phải có thằng Sơn nào đó cô mới hát chứ không mắc mới gì tự nhiên không hát Hiệp á. Đấy là cái kia mà hát Sơn ơi. Không có đâu mà bắt. Tôi xin bắt hiểu con. Khỏi hiểu. Tí thông cảm đi mà Tí. Cho mày gỡ cú chót nè. Dạ, cảm ơn Tí. Giờ tao không thích cổ nhạc nữa. Dạ. Cổ nhạc mày phăng nhiều quá. Bây giờ còn cái bài nào mà tăng nhạc mà thích nữa không? Dạ, dạ có, dạ có một bài con thích lắm. Bài gì? Dạ cho em một ngày. Thua luôn. Tí sao thua? Thua chắc luôn rồi. Không, bài này hay Tí. Hay lắm. Sao hả? Sao vậy? Nghĩ sao nó lấy mày gì mà nó xin mày có ngày còn mấy ngày kia nó cho đứa nào? Không có, là của anh con mà chứ. Anh sao mà thương hoài ngàn năm nó không thích mà nó thích mày cho em có một ngày. Tại vì Tí không có nghe cái bài đó hay lắm. Bài Tí không thích. Dạ, Tí không thích nữa anh ơi. Rồi mà bà... sao? Khỏi nói gì hết. Nãy giờ cho cơ hội nhiều quá rồi. Thôi Tí dạ. Ơi. Mà không được nữa. Mày đừng có trách tại sao tao không cưới vợ cho mày nha. Nhưng mà Tí ơi con biết rồi. Nhưng mà tụi con yêu nhau thật lòng mà Tí. Tí yêu nhau. Dạ. Bây giờ mày còn cái mộng mà một túp liều trăm hai trái tim vàng. Dạ tình yêu có thể cảm hóa bằng trái tim đó Tí. Còn lâu. Mày không có tiền đây. Mày thử coi coi có tình yêu không. Dẹp đi. Tí ơi, tao cho mày cái câu này để mày sống nè con. Câu gì vậy Tí? Tình chỉ đẹp khi tiền đầy túi, tình mất vui khi trong túi nó hết tiền. Trời ơi! Tí, cho câu gì kỳ vậy không được. Tí ơi! Tí ơi, trời ơi, Tí làm vậy là chết con rồi Tí. Tí ơi! Giang! Hiệp ơi! Vậy là mình phải xa nhau thật rồi phải không Hiệp? Hiệp ơi! Giang ơi! Em buồn quá anh ơi! Em khổ lắm anh ơi! Anh cũng buồn lắm Giang ơi! Anh cũng khổ lắm Giang ơi! Anh Hiệp! Giang! Em về nha! Thôi! Giang! Thôi anh! Sao kịp anh? Không Giang! Em về! Giang! Trời đất ơi! Về thiệt hả Giang? Trời Tía Tía! Lại Tí mà Tí ra đây giùm con cái đi. Giang ơi Giang, đợi anh nha Giang. Tí bực bội gì đâu á. Tí ra đây giùm con đi. Tí kỳ cục ghê. Con nói thiệt với Tí, người ta Giang ta dễ thương như vậy. Ta nhà quê, ta chất phép. Vậy mà Tí không đồng ý là sao? Con có đồng ý với Tí như vậy. Người ta dễ thương vậy mà Tí không đồng ý là sao? Tí chừng nào? Mày không có lòng thương người. Sao vậy Tí? Mày không thương mấy người tắm sông hả? Mày dạo mà qua dạo lợi mày cũng biết người ta chóng mặt chứ. Dạ. Chia tay mùi quá. Dạ. Tao nghe nó đứng mà nó nói không mà tao tưởng nó đang hát tuồng gì á. Dạ.
Mày nghĩ sao? Mày nghĩ sao mới có đi không, nó nói mới có lời tạm biệt không, mày quấn quýu lên thấy gớm à. Thế đâu phải là cái khó khăn gì với mày. Dạ. Nhưng mà mày nên nhớ một cái câu rằng là khi mày lựa vợ mày phải biết cái hệ trọng ở phần sau á. Dạ. Cuộc đời tụi mày đâu phải sống ngày bữa đâu, đúng không? Dạ. Mày nghĩ sao ở trong làng trong xã này không còn đứa nào cái tên khác hay sao? Hả? Tên Thiện nè, tên Thiện nè, tên Bông nè, tên Đào, mày không lấy, mày lấy tên Giang, nghe cái tên là sốc rồi. Nghe cái tên là thấy nó không ngay thẳng rồi, nó Giang rồi, nó vô nhà tao, nó lưỡng đồ tao, nó đi rồi. Trời ơi, tí nói vậy thôi được, tí tên Giang dễ thương chứ bộ. Dễ thương cái cù loay á. Bà nói tí nghe nè, con yêu Giang bộ, rồi tí không lấy thì lấy ai giờ? Thôi mày ơi, nó nghèo quá tao ưa, nói thẳng ra một câu vậy á. Nghèo gì mà nghèo, con bực bội tí ghê á. Lúc nào á, chứ bờ môi cũng tiếc, tí tiền là sao? Ngoài chứ tiền còn chữ nào khác không? Vì gái mà mày mạt sát cha mày vậy hả? Dạ. Tao lựa cho mày được một đứa nào? Tí lựa con hả? Ờ. Trời ơi, tao nói hổm rài ha, tao lựa xong rồi tao thả mãn với chính bản thân tao. Sao kỳ ngộ vậy? Trời ơi, bữa đó là đâu có biết đâu. Internet gì đó nó về làng nè. Xong tao cũng lên, tao bỏ 2000 đồng bạc, tao chát tiếng đồng hồ xong tao gặp con nó đẹp phú hồn luôn. Trời ơi, tí cũng chịu chơi dữ vậy đó. Lựa cho con luôn. Lựa cho con. Nó đẹp lắm con ơi. Đẹp lắm hả tí? Nó đẹp mà tao không tưởng tượng được ra mày. Nó đẹp mà tao nói thiệt, mướn nhà văn nhà thơ mà tả nửa sắc đẹp nó thôi hết mẹ nó mực. Trời ơi, đẹp dữ vậy đó. Đẹp đó, mày cứ nó về xong đi, hai đứa bay mà đi quạ, mới quạ được nửa bức hình của nó thôi là quạ sĩ hết sơn. Trời ơi, đẹp dữ vậy đó hả tí? À, trời đất ơi, sao mà mày? Cái quan trọng là nó giàu. Giàu? Trời ơi, con chưa thấy đâu. Nó mêu cái hình qua cho tao thôi mà tao nhờ người ta in cái hình ra, tao cầm tao coi cái hình nó không mà hàng xóm đi ngang kêu tao đau gan. Sao vậy? Bị vàng nó đeo nó trái vô trong mặt tao. Trời nó khỏe lắm, bữa nay tao hẹn nó tới bởi tao muốn đuổi con kia về cho lâu. Trời ơi, hẹn nay tới hả? Hả? Trời ơi, đâu có quen đâu, không hẹn tới chi. Đẹp lắm. Thôi mày tới là mày thích liền. Thôi mà con xin tí. Thôi vô đó tao miếng nước đây. Thôi tí ơi, con hỏi tí nghe. Ông bà ơi, ông bà. Ông bà ngồi nhà ông bà. Đó, nó tới rồi đó. Trời ơi, tới rồi hả tí? À, chào chào bác chú. Trời tiếp khách nha. Nhưng mà con đâu có quen đâu tí. Mày không quen, tao cũng bắt mày quen. Thôi tí ơi, đừng có chơi vô mà con xin tí đó tí. Trời ơi, cái ông gì vậy? Trời ơi, thiệt tình. Xin lớp. Ai đây? Vậy? Kiếm kiếm ai? Kiếm như đây kiếm ai đây? Ủa tía ơi! Đó! Ủa ai vậy tía? Chúng gió đó! Tía ai ai ai? Chúng gió đó! Ngồi xuống! Tía ai vậy đây? Ai đây? Hàng nào vậy? Con đâu? Dạ! Trên internet bò xuống nè! Bạn gái con sao tía? Chắc vậy quá! Ủa sao hồi nãy anh nói nét đẹp tả hết mực luôn mà. Cũng đúng thôi. Sao đúng? Tao nói nó đâu có sai. Sao? Mày coi có ai tả hết được cái mặt nó không? Tả tới cái mặt là hết nguyên cây viết rồi. Còn quả sĩ thì vẽ tới cái cổ là hết mấy lon sơn à. Thôi giời. Dạ. Con đây ha. Dạ. Giao lưu. Giao lưu đây. Chết rồi tía. Tía giết con đó tía. Giao lưu. Giao lưu hả tía ha? Con về tía nha. Ấy ơi. Cho bên đây hỏi một câu chút xíu nha. Hỏi bự bự cũng được. Cứ hỏi. Ngọn gió nào đã đưa ấy tới đây vậy? Hả? Trời ơi. Gió nào đưa nổi. Trời ơi, xe máy cài ủi tới anh ơi. Trời anh ơi. Dạ. Hỏi thêm một câu chút xíu nữa nha. Dạ. Ấy tên gì vậy? Dạ, em xin phép được trả lời chứ anh được biết. Em tên công tần công nữ Elizabeth Lên Thị Hè. Trời đất ơi. Mày. Tên này hồi xưa giờ tao chưa nghe con gái mà tên Hẹo đâu. Hẹo. Tên hay quá đi ha. Lên Thị Hè. Ủa? Heo thì lợn. Hả? Trời ơi! Khi mình lợn xúc phạm giận. Không.
Dạ. Con bình tĩnh đi, con bình tĩnh. Con bình tĩnh. Để nó ngãi mẻ gạch nhà tao hết. Thì con nói đúng với bộ. Ngu kéo. Sao ngu? Bắt la nó rồi. Dạ. Theo thì lợn. Dạ. Thiệt nha. Đúng mà. Mua lâu lắm rồi. Dạ. Con rửa vô nó gãi tội nghiệp á. Dạ. Dạ. Nói thiệt con nghe, cái tên con khó kêu á. Bác kêu mà còn lẹo lưỡi á. Dạ. Dạ xin phép được mời bác ngồi à. Dạ bác đừng có buồn à, bác cũng đừng la anh ấy tội nghiệp. Tại con đi học bạn bè con nó cũng kêu con lộn như hoài à. Nó con buồn lắm. Con mới về xin ba má con á nấu nồi chè đổi tên con rồi. Đổi chưa? Dạ đổi rồi. Tên gì? Dạ cái tên mới này cũng hợp với con lắm. Mà xinh xắn dễ thương nữa. Tên gì con? Dạ Hà Mã. Tao nghe tao chơi với thiệt nào. Nhưng mà ghê. Sao ghê? Mày phải lấy một cái người đàn bà như vậy. Sao ghê? Để bảo vệ cho mày. Sao bảo vệ? Mày thấy nội nó đặt cái tên không? Nó là nó đặt cũng chính xác theo cái thân thể nó thấy không? À, mà mày còn thấy được người đàn bà nằm ở sắc đẹp mà lộ như nó không? Không. Cái nét đẹp đàn bà phụ nữ là phải tiềm ẩn. Mà con này nhiêu nó lộ nhiêu mà nhìn đi. Có ai mà đẹp như nó mà mặt một mặt mà bụng một bụng mà đùi một đùi như nó không? Thấy không? Mà quan trọng là nó già. Nó già mà nó gan. Chưa có ai tướng chừng này mà dám mặc áo dài chít ben như nó nè con. Ừ, mà con không dám. Được rồi, chờ tao chút. Thế làm gì? Con à? Dạ. Anh em nói chuyện một chút nữa đi. Được. Dạ. À, vô trong bác viết ra cái giấy này xong bác đưa con ha. Dạ. Được. Trời ơi, tía ơi, tía. Cậu thấy chưa? Tía thấy hàng chiếc bỏ của chạy lấy người. Hàng. Gì? Giao lưu đây. Thôi, đừng có giao lưu mà. Hàng. Gì? Hàng. Gì? Anh đứng lại. Thôi. Anh mà lùi một chút nữa. Em cắn lưỡi em chết. Anh vừa lòng nè. Rồi em có tin là em tiến tới một bước nữa. Anh đập đầu anh chết liền không? Đừng muốn giao lưu á. Mỗi đứa ôm kia cột nhau luôn. Dạ. Anh đừng có sợ em nha. Anh thấy em đồ sộ vậy á chứ. Trong lòng em á, mong anh về vợ. Trời ơi, nghe cái muốn đứng lên luôn à. Mà em vậy với em đi đường gặp em cũng sợ hết trơn á. Em qua thăm anh nè. Em đang đi ngoài đường vậy đó. Em thấy đàn kiến bò ngang. Sao? Em cũng sợ. Trời đất ơi. Em đi qua cầu, em nhìn xuống dòng nước. Ôi, một đàn cá bơi lội tung tăng. Em cũng sợ. Nghe nổi da gà. Em nhìn lên bầu trời. Ôi, một đàn bơm bơm bay. Đẹp thiệt là đẹp. Em cũng sợ. Nhưng mà chỉ có một đàn này. Em không bao giờ sợ. Em tự nguyện bay tới. Đó là đàn gì? Đàn ông. Chứ không thôi là đầy nhà là cắm heo không. Làm gì chạy đằng rằm. Chứ xí mày đứng lại đi. À nó ôm mày không mẻ chứ gạch mẻ ngu thế. Chứ xấu quá chứ là chưa bỏ người. Bác. Yeah. Con xin phép bác nha. Okay. Cho con được ngồi nha bác. Con bác lại không? Nhà còn mấy cái ghế thôi. Ghế này đóng là để cho bác với con bác ngồi. Chứ không có cân được cái trọng lượng con mà đóng cái ghế khác cho con ngồi. Con mỏi quá bé ơi. Thôi tao nữ yếu đào tơ cho nó ngồi đi tí. Lấy chiếu. Lấy chiếu à, lấy chiếu. Con ơi, bây giờ người mẫu người ta ngồi chiếu không? Họ hết ngồi ghế rồi. Được, ngồi chiếu á bác. Con ngồi chiếu đẹp lắm. Dạ. Cứ nằm sải lai ra trời ơi, nó đẹp hết hồn luôn á. Nằm gì hả bác? Ờ. Tía ơi, chiếu nè tía ơi. Chạy, chạy đâu tía? Chạy ra đó cho em nó ngồi. Dạ. Đợi tí nè. Chạy
ngồi chiếu đẹp hơn con. Con đứng ngay, con ngồi ghế nó phí cái giá con đi, hiểu không? Rồi tía ơi. Dạ. Dạ mời con. Xin dạ. Mời. Xin phép anh. Xin phép tía. Dạ. Con sao vậy, nó đẹp quá không? Trời ơi. Con chưa từng thấy. Sao sao? Trong TV thấy rồi. Thấy cái gì? Chứ còn ở ngoài chưa thấy. Mà thấy cái gì? Coi ba cái gì đó. Ba học gì đó. Mày bao giờ mày thấy mà con heo biển mắc cạn chưa? Dạ cảm ơn bác. Chuyến này con về không đổi. Đổi tên đó. Heo. Con tự tin đó tía. Con này được nha mày. Con này tao thích à. Con ơi. Dạ. Giờ bỏ cái thằng giao lưu đi. Dạ. Bây giờ mình vô cái thực tế đi ha. Dạ. Bây giờ đó bác đồng ý rồi nha. Bây giờ đám cưới á con tính sao? Đám cưới con với anh Hiệp hả? Con lo hết cho bác. Nhà hàng con đặt, xe con thuê nè, khách con mời, tiền bao thơ bác lấy. Vậy hả? Đặc biệt là cưới xong á con mua hai căn nhà, bác một căn, con anh Hiệp một căn, để hai đứa con thoải mái động phòng. Mày một cái thôi, tao một cái thôi mà vô chi tiết luôn. Tao nhà có mặt tiền không? Dạ mặt tiền bác, quận nhất luôn bác. Trời ơi, bề ngang 6m, bề dài 30m nha. Đủ 4 tấm nè, có sân thượng nha, 4 toilet nha, 1 phòng ăn nha, 7 phòng ngủ nha, 1 nhà bếp nha, 1 hồ bơi nha. Có nuôi chó nè, nuôi thú nè, nuôi người và nuôi bác được. Bác hả? Sao con nói tài sản của con bác đơ trên vậy bác? Bác bất ngờ quá. Dạ. Con mua nhà. Dạ nhà. Vậy vậy được rồi. Dạ. Vậy là bác quyết định là cưới con cho con trai của bác. Trời ơi. Tía. Tía nỡ lòng nào hãy đợi Hiệp cho tía. Hiệp ơi, cha đã quyết định rồi, từ nay con phải lấy con Hà mà. Trời. Bắt buộc mày phải lấy. Được đó, con khá lấy. Lấy mày sướng. Ôi mà con năn nỉ tía, con đâu có yêu đâu, yêu gian chứ không kêu bắt con lấy. Không có yêu cũng phải lấy. Tụi lấy về đè chết à? Không có sao đâu, chết một lần chứ không ai chết hai lần. Ủa con nói là con có lấy đâu á nha. Nếu mà tía thích á thì tía lấy đi. Con có lấy đâu. Mày nói gì? Mày không chịu lấy. Con không có chịu lấy. Tới giờ phút này không phải mày nói chữ chịu hay không chịu mà mày phải nghe lời của tía. Nhưng mà con nói rồi, lấy cái Hà Mã này á, Hà con ở giá còn sướng hơn á. Con nói thiệt với tía, từ nay á, tía bắt con lấy này nữa là từ nay con sẽ không thèm lấy vợ nữa. Con, tía lấy đi. Anh Hiệp, anh Hiệp ơi. Bà về bà ngủ bà gác cái đùi lên người con tôi chắc nó bất đắc kỳ tử luôn. Xong rồi. Ủa sao mà hả? Tao chỉ cần nó không cần lấy vợ là được rồi. Ủa hết rồi hả? Hết rồi. Xong rồi. Khỏe. Đứng lên đi. Dạ. Rồi giờ xong rồi, coi như tiền bạc bao nhiêu anh nói là bác trả cho con. Dạ. Quần áo giày dép, tiền hóa trang, tiền xe ôm qua đây 120.000. Trời. 120.000 á? Dạ. Trời, tao tưởng nó cũng có 1 triệu mấy chứ. Có 120.000 thôi bác cho con luôn 200. Dạ. Tính tao rộng rãi lắm đó. Dạ, cảm ơn bác. Bây giờ con trước 2.000, còn thiếu 198.000 mà mốt tao lấy. Cần cái alo bác đó, muốn cần tiền là bác để ngoài thùng thơ con tới con lấy 2.000. Vậy đó. Tháng cho bác trả 2.000. Một tháng trả góp 2.000. Muốn cần tiền alo tốn 3.500. Lớp bạn có lấy 2.000. Cha già, mắc dịch, lấy 2.000 á, mua thuốc uống đi. À ba, tôi vậy, tôi về. Đi đâu vậy? Đi về. Về ngoài này nè. Ủa, con về nghe. Lắm rồi, tía đau bụng quá con á. Dạ. Bị nội chạy theo vàng không mà tao nín tao không ăn mấy bữa nay. Sao chạy theo vàng? Nó lên xuống có 2.000 đồng bạc mà ngày nay nó 7, 7, 8 ngày sau nó lên 7, 80 rồi bữa sau nó thụt xuống 7.
Vậy sao? Con phải biết mà có nhịn đói lắm. Thi ớn không? Thì ai kêu không dí theo vàng chứ giờ không chịu ăn. Con nói tí nghe nha, tí mà cứ nhịn ăn vậy á, tí đau bao tử chờ coi. Ngon sao? Rồi uống thuốc vô thấy khỏe chưa? Đỡ rồi. Đỡ người rồi phải không? Thôi ráng đi dưỡng sức rồi đám cưới con với Giang nữa chứ. Trời. Chứ mà bệnh mà. Sao vậy? Trời ơi đau thiệt nữa. Trời ơi con khô với tiếng đau quá. Nguyên lực cho nó đau quá. Tiếng đau bụng trời ơi. Chị đau quá Hiệp ơi, chị đau bụng quá Hiệp ơi. Dạ dạ, chị đau chỗ nào mới uống thuốc mà sao đau bụng vậy tí? Đau quá, chị đau chỗ này. Vậy hả? Chết rồi. Thôi để con đi kêu bác sĩ nha. Ừ, có ai không? À, hàng xóm ơi, có ai cứu tí tao không nè? Hàng xóm ơi! Trời ơi, tí ráng nằm tí đi, con kêu người ta ẩm tí lên bệnh viện nha tí. Có ai không? Chú Sáu. Chết rồi, tí ráng đi, con kêu người qua. Có ai không? Có. Ai vậy? Có. Vô phụ liền, nhanh lên. Có. Tí ráng. Ai bệnh? Đứng lại. Bác sĩ hả? Ừ. Bác sĩ khám coi tí bị gì nè. Khám hả? Khoan. Khám có lấy tiền không? Không. Thề đi. Thề. Không lấy tiền. Lấy tiền ba mình chết chùm. Thôi khỏi khám đi. Sao? Khám tôi nói đàng hoàng có lấy tiền không? Không. Chắc chắn không lấy tiền. Chắc. 100% không lấy tiền. Ok. Mang đi. Trời ơi. Khám tí bị gì không? Thôi khám kỹ coi. Cái gì mà ông vậy? Ung thư. Trời ơi. Giai đoạn cuối. Hả? Ông nói gì? Ung thư giai đoạn cuối. Tí ơi. Còn sống đúng một tiếng đồng hồ nữa thôi. Tí ơi. Ung thư giai đoạn cuối tí ơi. Mày lộn người là từ xưa tới giờ tía mày chưa bao giờ biết hai chữ từ tiền. Tốt. Tao sợ người ta ăn cướp. Trong tâm để chữ ve chai cho nó khỏi để ý. Tiền đi đâu vậy? Trời đất ơi, không được. Mày ngu quá. Ê, rảnh đâu đi theo tí tôi. Theo ông chị. Sao vậy? Ông có chết chấp đâu mà theo. Bị ông thứ. Ông nói mà nào ai nói? Ông nói. Thằng khùng, tao nói hả? Ờ. Thằng dấp. Chà tao dấp. Ủa? Ờ không vậy. Ủa? Bằng mà ông. Đúng rồi, nó đó. Qua đây ăn gì vậy? Nhà mày ngộ lắm. Sao? Ba mày lại mướn tao trang điểm lên để mà dụ mày cho mày thề không bao giờ lấy vợ nữa. Vậy hả? Để ông khỏi tốn tiền. Trời đất ơi. Tự nguyện qua giúp mày. Nói ông
chết để ông để tiền lại cho mày cưới Lê Giang. Mày giúp tao. Yeah, yeah. Mày sắp có vợ. Không được, không được, không được. Yeah. Chết cha. Tía tao thương tiền lắm. Hả? Không bao giờ để lại tiền cho tao đâu. Phải không? Ừ, ông ôm cái bao tiền đó ra cầu Sài Gòn tự tử đó. Trời ơi, chết, chết theo tiền hả? Lên, lên, lên. Đi buộc tao nhìn lên. Phải không? Tía. Chiêu, chiêu hay cái chiêu hồi nãy đó, quấn lại chôn được rồi. Thôi nó bị rách rồi. Cho nó mát. Trời đất. Mùa này đang nóng quá. Thôi. Với lại người ta tới đó, đừng có đề cái chữ miễn chấp điếu. Sao vậy? Phải lấy điếu, lấy cho hết. Nhưng mà đừng có thắp nhang lấy lý do là con bị viêm mũi, hửi nhang không có được cho nó lại không. Thôi mình làm như vậy mình mất công mắc nợ nó tía thôi. Khỏi cứ cái... làm như vậy giùm tía. Trời ơi. Với lại khi tía mà đi rồi con nhớ đốt mấy cái thùng ở ngoài xăng cho tía nữa. Ủa còn gì tía? Lúc đó rồi không biết. Bác sĩ đâu rồi? Ủa, bác sĩ. Bác sĩ ơi, bác sĩ. Bác sĩ ơi. Tôi gần chết chưa? Sao thằng này nó còn đi trước tía hay sao nó trùm khăn rồi? Không có rồi tía, bác sĩ lại cho tía nhìn mặt cái coi. Đó tía, bác sĩ đó tía. Bác! Bác! Thầu! Con nè! Ủa thằng Hoàng Mập nó học ra bác sĩ rồi hả? Dạ, không có rồi tía. Bác sĩ vậy? Trời ơi, khám heo không biết đường khám rồi đừng có khám người. Giả bộ á, bác đâu có bệnh ung thư gì đâu. Không có bệnh. Là bác chết, giả bộ nói cho để tiền cứ vợ nghiệp thôi cho bác chết. Không sắc. Dạ, giả bộ. Giả bộ. Giả bộ thôi à. Để chơi tía cứ vợ cho con. Ý là nó chơi. Dạ chơi á. Chơi giả bộ là chơi. Dạ. Đâu bị ung thư đâu. Vậy tao chỉ là tao bao tử thường thường thôi à. Cái gì trời vậy? Hồi nãy giờ tao tưởng tao bệnh, tao khom khom, tao đi mệt gần chết luôn. Bây giờ tự nhiên nói hết bệnh là tao khỏe như con trâu luôn. Tụi bay chơi gì ác vậy? Tao nữa không có bệnh thì nói không có bệnh đi. Trời làm lo gần chết luôn mấy quý con cái gì mà. Nói ta... giờ này chết sao đi nông bệnh chết vậy sao chết tiếp tao tưởng tao sắp chết tao giải quyết hết rồi giải quyết gì vậy nhà hả giấy tờ bán nhà hả? Sao tao đem vàng tao đổi đô hết rồi trời ơi đổi đô thì đô vẫn còn đó có sao đâu tao bán nhà này tao mua cái nhà mới vậy hả tía tao mua một cái nhà mới dạ đúc mấy tấm chú mà tao mua điện thoại di động nữa trụ chứ sang dữ vậy rồi trong nhà có tivi nữa trụ mà đẹp lắm chuyện ghê quá tía thì tía thì về tía dẫn con tới con xem coi có đẹp không đi gần gì tới xem hả gần đây nè vậy hả gần mua gần nhà hả vậy hả tía thằng mập ra phụ nó coi nhà giùm tao coi đâu ủa nhà đâu ở ngoài đây nè chứ ra ngoài thấy à đâu mập ra thử coi đâu
Ủa tí, tí làm con nôn quá. Trời ơi, con biết là tí thương con lắm á. Tí mua nhà để chuẩn bị đám cưới cho con không tí? Bác ơi, xung quanh nhà mình ở toàn là ruộng không à. Nhà đâu bắt mua. Mà tự nhiên trước cửa nhà mình ai để cái đồ này quá trời luôn nè. Trời ơi, đẹp quá tí. Tí em mua đó. Chắc hả? Tí mua gì vậy? Tí mua nhà mặt tiền đúc 2 tấm. Đó. Tí mua gì vậy? Chiếc mặt xe đầy. Hả? Tao tính là tao chết rồi, ở dưới không có đồ xài, tao mua đặng mày đốt xuống dưới tao xài. Rồi tao còn kinh doanh nữa. Kinh doanh gì nữa? Tao mua mấy trăm cái, tao tính xuống bán, tao kiếm lời. Trời đất ơi! Có 1.000 đô Mỹ thôi mà tao quất một cái nó đổi ra 6 xe cam nhông đô âm phủ. Bây giờ phải mần cái kiểu này là hết vốn. Vậy là mày giết tao rồi, lấy cho tao cái điện thoại di động. Điện thoại di động đâu? Ở trên sân thượng. Ủa nhà mình làm gì có sân thượng? Sân thượng này nè. Trời, 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 trời hiểu luôn. Nó kìa. Trời, lấy điện thoại di động chi? Số điện thoại Diêm Dương số mấy? Chi vậy tiếp? Tao điện xuống dưới nói là khoan cho người nhận hàng vì chủ nhân nó chưa tới. Trời ơi. Trời ơi, kiểu này là phải giết cha. Thôi tí ơi, thêm nhà cửa tiếng tan hết rồi con. Dạ con biết lỗi. Vậy là mày giết tao chết rồi. Thôi tí đừng có chết tí. Con nói tí nghe nè, bây giờ tí ráng khỏe đi rồi còn lo đám cưới con nữa. Nè, số tiền nãy tí cho con hết. Trọng đám cưới làm gì? Nè, tiền nãy tí cho con làm đám cưới nhớ không? Đó, đi vui lên nha tiếp. Đúng rồi. Dạ. May quá. Dạ. Chứ còn để mớ tiền để làm đám cưới cho con. Dạ. Vậy là mình cũng còn vốn. Dạ. Con cho tía mượn. Tía mượn cái tía mướn cái mặt bằng. Tía mở chỗ bán vàng mã. Chừng nào bán hết cái lấy tiền cưới vợ cho con. Trời ơi. Nguyên đống này bán chừng nào mới hết? Mau lắm trời ơi, bây giờ hả? Tao nói thiệt với mày, mày coi TV đi, mày coi báo đi. Trong một tháng rằm tháng 7 thôi nó đốt giấy như là đốt rừng vậy đó. Bán mau lắm, không chừng là ta để tao coi nội cái vàng mã không là 8 xe, 172 cái nhà, 4 xe cam nhông, điện thoại với 2 bao nhiêu con? Bao nhiêu cái này nè, 6 xe đô, rồi 78 chiếc mặt xưa đây. Chứ mày bán cái chừng 1 năm ha, không chừng nhiều lắm là 10 năm nó hết rồi, lúc đó kiếm tiền cho con cưới vợ. Đó, tí thấy chưa, con kêu á, tí lấy vợ cho con, mà tí không chịu lấy, để bây giờ á, Hà Tiện hiện tà, hết cửa hết nhà, cũng vì Hà Tiện. Thua. Bữa nay nhầm ngày gì mà xui thiệt á. Mới mở hàng giật được cái vỏ, cái bị phát hiện quăng trở lại. Ui chán quá. Ủa? Ai như thằng cha lấy heo vậy kìa. Thằng cha này tính tình đầu óc không được bình thường. Mà lại khoái phiêu lưu mạo hiểm. Được rồi, mình chờ thằng cha đến coi có chuyện gì lạ không. Của tôi là heo 12 thằng, ngày ngày tìm heo nào kêu bán để mà mua hết. Ôi số phận sao mà quá lận tận, cứ làm lai heo lai mãi hay sao. Cái gì mà mày làm gì mày lẩm bẩm một mình vậy mày? Ông lấy heo sao? Lúc này buôn bán có được không? À, lúc này sắp Tết rồi nên mấy con heo của tao bán cũng được lắm. Ấy, hả? Cái chuyện của tao nhờ mày, mày có giúp được không? À, mà công chuyện gì mà tu quá rồi? Trời ơi, mày sao mau quên quá. Nghe nè, tao sẽ cho mày tiền mà xài chơi.
chấp tới mặt cho mày cứ xài. Nhưng chúng ta phải cùng họp ta mới tìm đuôi đừng cho nên chẳng chờ mà chi. Tôi lắng nghe những lời mà ông phân ra, xem chúng ta có nên hợp sức làm. Ông nói đi chuyện gì mà tôi nhớ không ra, nào nói đi tôi chờ nghe đây. Rồi, cái vụ gì ông nói tôi nghe thử coi. Mày biết tao là một người hào hoa phong nhã, rất khoái làm minh tinh mờn bạc. Lúc trước mày nói là sẽ giúp cho tao. Sao, mày lo xong chưa? Cái vụ gì vậy cả? Trời ơi. Nhớ rồi, nhớ rồi. Nhớ chưa? Xong rồi. Sao? Khỏe re luôn. Khỏe hả? Ông biết không? Sau một thời gian không gặp mặt ông, tôi xin tự giới thiệu với ông, tôi đã theo học lớp đạo diễn. Và hôm nay tôi đang đi tìm một diễn viên thích hợp cái vai. Tự nhiên hôm nay gặp ông nhắc tới cái chuyện này cái tôi nhớ liền à. Trời ơi. Ủa, vậy mày bây giờ là đạo diễn rồi hả? Trời ơi, đã quá ta. Vậy là mình gặp mai rồi. Vậy là từ nay mình sẽ bỏ cái nghề lái heo luôn. Ông biết sao không? Sao sao? Tôi đang đi tìm một người đóng vai Ấn Độ. Mà thấy tướng của ông cũng giống lắm. Nếu mà ông bằng lòng thì Thôi thôi, mày nói chơi hoài. Đóng phim Ấn Độ tao đâu có biết nói tiếng Ấn Độ đâu mà đóng. Trời ơi, ông cứ an tâm đi, khỏi lo chuyện đó. Đây nè, bây giờ ông chỉ cần nói theo tôi 3 tiếng là đủ rồi. 3 tiếng? Ôi tưởng cái gì chứ 3 tiếng thì tao làm được. Mày đâu không? 3 tiếng ra làm sao rồi mày nói tao nghe coi. Để bắt đầu nghe. Phải nói theo tôi nha. Sao? Tôi bành lòng. Tôi chịu vậy. Không sao đâu. Đó. Ôi dễ ẹ. Tôi bằng lòng, tôi chịu vậy không sao đâu phải không? Trời ơi, đúng rồi. Nhưng mà ông phải nói làm sao cho nó giống tiếng Ấn Độ á. Thôi bây giờ ha, ông nói theo tôi nha. Tôi bành lòng. Tôi bằng lòng. Tôi chịu vậy. Tôi chịu vậy. Không sao đâu. Không sao đâu. Đó đúng rồi đó, đúng rồi đó. Nè nè, bây giờ ha, hỏi điều gì thì ông nhớ là trả lời đúng ba thôi. Nhớ chưa? Yên chí đi trời ơi. Mà nhớ là đừng có trả lời lung tung nha. Là không gì hết á. Cái điều quan trọng nhất là phải nhớ khi thực tập á, là bất cứ ai nói cái gì hoặc làm cái gì thì ông cũng chỉ trả lời đúng ba câu đó thôi. Nhớ không? Nhớ mà không được nói khác nghe không? Ừ, tao biết rồi, mày khỏi có lo. Tao sẽ tuyệt đối chỉ trả lời ba câu đó thôi. Mày cứ yên chí đi mà chờ xem tao thực tập nè. Được lắm, mày cho tao đóng phim nha. Rồi, ngon lành. Vậy là ngày mai tụi mình sẽ gặp lại nhau để thực tập. Ok, salim. Rồi, goodbye. See you again. Khoan, quên. Gì nữa? Đây nè, tôi nói ông nghe cái này nè. Ông phải tạm thời cho tôi mượn một số tiền để tôi đặt cọc cho người ta, để người ta may phục trang quần áo đàng hoàng cho ông. Nói rồi tôi sẽ thanh toán cho ông lúc sau này. Hả? Mượn tiền hả? Bao nhiêu à? Cái gì mà rung dữ vậy cha? Có 2 triệu à. Trời ơi, 2 triệu hả? Trời ơi, ông yên tâm đi. Đây là chỗ làm ăn lớn mà. Ông chủ hãng phim á, chưa có rút tiền ở trong ngân hàng ra được. Đó nên mới tạm thời mượn tiền của ông. Chứ mà rút ra được rồi thì cỡ 2 triệu. Trời ơi, nhầm nhò gì? Nãy giờ đang vui vẻ đi nhắc tới tiền bán cái giọng nó khàn luôn trời. Nhưng mà tôi giờ sao? Được hay không? Nếu không mà coi như là xù luôn nha. Rồi tôi tìm người khác tôi quay à. Khoan, đi suy nghĩ cái coi. Trời ơi, 2 triệu đi đứt hết anh chàng hội trư bắt giới của tôi rồi. Rồi sao đây? Vậy bằng lòng không? Thôi, ngày mai tôi sẽ đưa tiền. Nhưng mà nhớ khi xong là phải thanh toán lại cho tôi nghe. Để tôi tăng xong mau lắm á. Trời ơi, ông lo cái gì, chừng nào xong á là ông chủ hãng phim sẽ trả gấp đôi cho ông nữa. Trời, gấp đôi không? Vậy hả? Chắc chắn phải không? Chắc chắn phải không? Nhưng mà ông có địa chỉ không? Địa chỉ để bảo đảm với cha. Trời ơi, sao ông khó khăn quá à? Địa chỉ phải không? Để tôi lấy cái card visit của tôi coi. Tiền có card đó. Cho hết rồi. Thôi, đây, tôi ghi địa chỉ của tôi cho ông nha. Nè, tôi từ từ đó. Tôi đâu có biết chữ. Trời ơi, không biết chữ mà nãy giờ bà đặt xin cạc rồi xin địa chỉ mệt quá. Thế nè, bây giờ con hẹn với ba, thấy không? Sáng mai đúng 10 giờ, đó cha con mình gặp nhau tại đây. Rồi cha đưa tiền giùm cho con. Gì vậy? Đó, đưa tiền để đưa cho ông mà chủ nhiệm. Trời ơi, nếu mà ông đóng cái phim này ha, ông đóng cái nào mà nổi tiếng một cái hay là ông bán heo đắt lắm. Ủa vậy hả? Trời, nổi tiếng là bán heo đắt lắm hả? Trời, đã quá. Để nhớ nha, 10 giờ sáng mai nha cha. Nhớ rồi. Trời ơi, kể từ bây giờ mình sẽ làm minh tinh bằng bạc. Mình nổi tiếng, mình bán heo sẽ đắt. Tới chừng đó tiếng tâm của mình vang dội khắp hang cùng ngõ hẹp. Rồi, chào nha. Chị.
hàng giải lúc này sao ế ẩm quá vậy cả. Chắc điều này phải ca bài nhạc cho đỡ buồn cay. Buồn ơi, buồn ơi, buồn ơi, buồn ơi. Buồn ơi là buồn. Tại sao mấy hôm nay lại ê ghê? Vì sao lẽ nào? Bạn hàng ơi, chốn nơi nào hết rồi? Người yêu ơi, giờ nơi nào? Làm sao anh thấu tim em giờ khổ đau? Về mau em ngóng chờ, đừng thở ơ. Ôi buồn quá, buồn quá. Bà chủ ơi, bà chủ ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi. Ôi anh đã về rồi đó anh. Tôi đây, tôi đây. Tôi là khách, đâu phải chồng. Ôm giọng muốn chết à. À, xin lỗi, xin lỗi, xin cao lỗi, xin cao lỗi. À, tôi xin báo cho bà một tin mừng. Ủa, tin gì mà mừng vậy? Bà sắp trúng mánh rồi. Trúng mánh? Chàng ơi, độ này bán ế ẩm quá trời. Trúng mánh gì? Ủa, nhưng mà trúng mánh gì chú nói thử coi. Đây, 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 số là tôi có quen một ông khách sống ở bên Ấn Độ á. Đó, ông muốn đến đây du lịch ở Việt Nam. Rồi muốn tìm mua một số vải dốc của Việt Nam để làm kiểu mẫu. Nhưng mà tìm hoài ổng không vừa ý chỗ nào hết á. Sẵn là chỗ quen biết đó. Tôi mới giới thiệu với ổng là có gian hàng của chị nè. Sẽ cung cấp đầy đủ theo yêu cầu của ổng đó. Lúc đó chị muốn bán giá nào cũng được, thoải mái luôn. Trời ơi, vậy là tôi sắp có tiền rồi sao? Tiền tiền chị biết điều đi, cứ lặng thinh, cứ quăng tiền. Chị ơi cứ việc lo xài tiền, có tiền vô cứ việc tiêu, có người yêu yêu nhiều thôi. Còn như các em mắt ngài công vút dẫn người xinh xắn, thấy tiền tương trước có lời hoa muốn giúp em vô nhà. Ai không mê tiền là dại, ai không ham tiền là xạo, ai chơi tiền là kẻ điên, là kẻ điên. Ơi nhân gian cuộc đời này bao nhiêu câu chuyện tình đời nghe vô cùng ồn ào. Tiền không nói năng gì, tiền là tiền, tiền là tiền. Ủ đồng tiền là tiền, là Phật, là sức mạnh của con người, là tiếng cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý, là hết ý. Ô, cuộc đời có tiền thì mua tiền cũng được. Nín. Trời ơi, bà làm gì mà cười dữ vậy trời? Trời, tại vì tôi mừng quá anh ơi. Mấy bữa nay không có tiền đóng hội, tự nhiên vô mánh không khoái sao được anh. Rồi sao, bây giờ bà đồng ý chưa? Trời ơi, nói nghe nè, nếu được vậy thì tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi mà có cơm thì anh cũng có cháo. Mà anh ấy, anh ấy sao sao, chừng nào ông đến vậy? Ông ấy sắp đến rồi. Bây giờ bà lo sắp xếp gian hàng cho nó ngon lành nghe không? Rồi tôi chạy ra đón ông vô nghe chưa? Rồi. Trời ơi, tụi bay đâu? Dạ gì to dữ, các thứ hàng gấm lụa còn trong đó đó, tụi bay băng hết ra đây cho tao nghe chưa? Dạ. Lẹ chân lẹ tay lên giùm cái mấy cha ơi, nuôi ăn cơm lớn rồi để bưng ba cái sọc giải này ra bưng cũng được. Xong hết chưa? Giao cửa ngang nha chứ. Xong chưa? Dạ xong rồi chị hai. Ôi dào. Dạ thưa bà chủ,
Dạ ông hoàng đã tới nơi rồi. Dạ xin bà chủ hãy chuẩn bị nghinh tiếp. Dạ. Cô chị dù đi tơ, cô chị, cô chị đôi tin nó. Mấy tôi đã cứ tu đi tư ra, cả đời về đi đi. Cả đi về đi ngon, cả đi cho anh vui thì rất hồi, hồi hồi lắm. Coi nó coi hoa hoa si bò. Dạ ông Ấn Độ ca tuyệt vời luôn. Nè nè nè, ông nhớ lời tôi dặn nghe chưa? Lời qua tôi dặn đó, nhớ không? Tôi dạy sao ông nghe vậy nhớ chưa? Ông mà nói bậy nói bạ là tôi cắt dài chưa? À, trời ơi, nhớ mà, được mà. Đạo diễn đừng có lo, chóng mắt mà coi tôi đi thực tập nè. Nhưng mà tôi lỡ có sai gì nhớ chăm trước, đừng có cắt dài tôi, có gì tôi bo cho. Trời ơi, rồi, rồi, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Nhớ rồi, nhớ rồi. À, nha, à, tôi bằng lòng, tôi chịu vậy. Không sao đâu. À, dạ, dạ kính chào ông Hoàng. Dạ, dạ mời mời ngồi. Dạ. Tôi bằng lắm. Bà chủ mời ngồi đó. Ông Hoàng à, đi 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 đường xa xa xôi á. À, mời ông Hoàng à, uống nước á, dùng nước á. Hiểu không? Mía nha. Tôi chịu vậy. Ôi trời, ông Hoàng hiểu tiếng Việt rành quá. Dạ, thưa nếu như mà gian hàng của chúng em có gì không vừa lòng ông Hoàng, xin ông Hoàng thông cảm bỏ qua cho chúng em đó. Tha thứ đó. Không sao được. Không sao được. Ôi ông Hoàng dữ tánh quá à. À, bây giờ để em kêu tụi nó mang hàng giải tới cho ông Hoàng xem nha. Anh ấy phiên phiên dịch giùm tôi cái. Là đem cái hàng giải tới đặng cho ông Hoàng xem ha. À, là coi, coi mắt nàng dâu. Tụi bay đâu? Dạ. Mang hết các thứ hàng quý báu đến đây, tao đã nói rồi. Dạ, dạ. Để em tụi bay. Dạ. Dạ đây là giải lụa tơ tằm nè, còn kia là siêu trắng, còn kia là xích gân. Xin ông Hoàng cứ việc chọn ngay nè, về mai mà đủ kiểu lấy lê của trời. Sao ông Hoàng à, có vừa lòng không? Nhớ không? Nhớ. À, tôi bằng lòng. À, bằng lòng rồi. Dạ, dạ đây là món hàng thứ hai, gấm lụa quý báu nhất. Ông Hoàng á, xem coi có hài lòng không. Anh ấy phiên dịch giùm tôi ra đấy. Đồng ý không? Tôi chịu vậy. Ôi trời, nếu mà ông Hoàng đã chịu vậy thì để em kêu tụi nó mang ra xe cho ông Hoàng nha. Mà ông Hoàng ơi, để giải dốc ngoài xe mà không có ai canh chừng thì có sao không? Có sao không? Không sao đâu. Có tôi. Đây, bà yên tâm đi. À, ông Hoàng lại đây cái tính tiền với bà chủ nha. Còn tôi sẽ tính tiền với ông chủ của tôi sao? Bây giờ xin phép ông Hoàng cho tôi ra xe để coi chừng hành quá. Hàng hóa đã xong rồi, bây giờ xin phép tính tiền á, hiểu không? Tùy chịu vậy. Tính tiền xong rồi, ông Hoàng à vui lòng à đưa tiền, hiểu không? Đưa tiền cho tôi. Không sao đâu. Không sao đâu á, thì đưa đấy. À đưa tiền á. Tôi bận lắm. Thì bận lắm rồi thì đưa tiền đấy, để mà con bỏ hàng khác mà mua bán đó. Đấy. Tôi chịu vậy. Trời ơi, nó chịu vậy thì phiền ông đưa cho tôi tiền đi, ông hiểu không? Tôi không có thì giờ đâu mà ngang đi đấy. Không sao đâu. Ủa gì kỳ vậy? Ê, sao ông cứ nói ba tiếng đó hoài vậy ông? Hả, giờ tính dở trò gì đây? Hả? Nếu mà không thanh toán cho tôi á, tôi mời an ninh đến như coi à nghe. Tụi bay. Dạ. Mời an ninh đến đây cho tao. Tụi bằng lòng. À, giữ mặt hả, bằng lòng phải không? Rồi đây á hả, rồi đưa ông về trên bót điều tra nghe. Rồi lúc đó mà muốn gì thì muốn nghe. Tôi chịu vậy. À được rồi, nếu mà về bót mà không khai đồng bọn của ông á, thì họ sẽ nhốt ông trong tù rụt xương, không biết thế nào là lễ độ nghe. Không sao đâu.
À, chị Hai ơi, mấy ông tới nè chị Hai. Rồi. Dạ, dạ chào chào anh. Chào bà chủ. Dạ. Có chuyện gì không mà cho người mời tôi tới đây vậy? Hả? Dạ, chuyện là vậy, trời bực bội quá. Ta nói cái ông này ông đến ông mua hàng của tôi. Mà sao kêu thanh toán tiền mà ông cứ nói cái chuyện đâu không mà kêu tôi chịu vậy rồi tôi đồng ý cái gì mà không có đưa tiền. Bực quá trời bực à. Thôi, được rồi, để tôi hỏi đầu đuôi sự việc của tôi tới đây, bà cứ an tâm. Dạ. Này ông kia, ông có nhận là ông đã bằng lòng mua hàng của cô này không? Là kêu ông á, ông hỏi ông á. Thì tùy bằng lòng. Nếu bằng lòng thì rồi sao ông có không chịu trả tiền cho người ta không? Tùy chịu vậy. Nếu chịu vậy thì ông cứ việc trả tiền cho người ta đi chứ. Không sao đâu. Thì ra nãy giờ ông chỉ biết nói có 3 tiếng đó thôi hả? Vậy là tôi để được rồi, để tôi nói tiếng Ấn Độ với ông, thấy không? Nghe tiếng Ấn Độ nè. Cửa cái bố đi, hạ cái lâm vô. Tùy bằng lòng. Trời ơi, vậy còn bằng lòng nữa hả? Ghế nào, phán cà nà nà. Tùy chịu vậy. Trời đất ơi, còn chịu vậy nữa. Cửa cái bố đi, hạ cái lâm vô. Cái nà nà, da dừa da ca kho, nước mắm, nước cường, có ban cà ri về. Không sao đâu. Trời đất ơi, tôi nói vậy mà chả cũng nói không sao đâu. Trời ơi trời, ủa nãy giờ sao cha này ông nói chỉ có 3 câu đó không vậy cả? Hay là ông này dở trò lường gạt nhân dân phải không? Dám lắm mà. Được rồi, thôi bây giờ tôi phiền ông đi cùng chúng tôi về lập biên bản. Ca làm gì kỳ vậy? Khi không tự nhiên cái kéo tôi đi là sao hả? Nói vậy ông này ông là người Việt. Này ông kia, tại sao ông cùng với những phần tử xấu đi gây rối trật tự an ninh chứ hả? Ê, xin lỗi à. Ông là ai mà dám nói với tôi những cái lời lẽ kỳ cục quá hả? Ông không cần biết tôi là ai, rồi đây ông sẽ biết. Còn bây giờ, phiền ông cùng chúng tôi về lập biên bản. Lãng nhách ông, tự nhiên tội gì mà phải theo ông chứ hả? Vì ông là có hành vi lường gạt chiếm đoạt tài sản công dân, ông biết chưa? Trời, ông nội này ông khùng rồi trời ơi trời. Ăn nói cho đàng hoàng nghe cha, nghe lường gạt. Chỗ này là chỗ người ta đang tập quay phim làm việc mà có vụ lường gạt chứ không lường gạt chứ. Nè, tôi nói cho ông biết nha, tôi đang ăn mặc trang phục để vào vai ông hoàng Ấn Độ. Các ông mà làm phiền tôi nữa thì các ông phải chịu trách nhiệm với chủ hãng phim á, đền thấy mụ nội luôn á. Thôi, đừng có cương nữa cha ơi, cha tới đây cha còn cương nữa, đừng có nói nữa. Đạo diễn của ông á bị chúng tôi bắt nhốt rồi kìa. Gì? Ông nói sao mà tôi không hiểu hết trơn hả? Muốn cần hiểu tôi báo cho ông hiểu, đây là một màn kịch mà những tên lừa đảo đánh trúng vào sự đam mê của ông, để cho chúng dàn dựng một cuộc cướp mà chính ông là nạn nhân mà cũng là vừa là nhân chứng, ông biết chưa? Trời ơi, như vậy là kể như mộng ước đã tan thành theo mây khói. Báo hại tôi đã cúng cho nó được 2 triệu. Trời ơi là trời, chết tôi rồi, tiêu đời mây khói. Lái heo ơi là lái heo. Mất tiền hết biết đâu để tiền, mong tướng ham làm phim, nên giờ đây như cánh chim bị chúng ta biết bay về đâu. Xin ai chớ nghe chi những tên lừa gian, tiền sẽ bay vào mây. Ôi giờ đây xin giấy tay, đừng có ai như tôi bị lừa, đừng có ai như tôi. Ha 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 ha.